Chào mừng mọi người đến với Vena Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vena. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vena giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Chị rất là nhiều chia sẻ về cái học phí cũng như là những loại trường và những cái lựa chọn mà các bạn học sinh có thể chọn khi mà các bạn quyết định là đi du học ở Thụy Sĩ. Và sau đây thì chị có phân tích rất là nhiều về những cái loại trường đại học hồi nãy. Thì chắc là em sẽ chuyển sang phần học tập ở Thụy Sĩ và mình sẽ nói sâu hơn về cái khía cạnh giáo dục và học tập sau khi mà mình đã sau khi mà chị đã chia sẻ sau những cái trải nghiệm và những cái đặc điểm về cuộc sống tại Thụy Sĩ. Thì đối với lại về mặt học tập thì em không biết là hiện tại du học sinh Việt Nam ý, phần đông thì các bạn thường chọn những trường đại học nào tại Thụy Sĩ ạ? Như chị chia sẻ ha, và các bạn cũng có thể biết là Thụy Sĩ nó là cái nôi của cái ngành nhà hàng du lịch khách sạn đúng không? Em cũng biết Vinh ha. Thì thường thường mình đi du học mình sẽ chọn cái đất nước nào nó mạnh về cái chuyên ngành mà mình muốn đi học đúng không? Thì Thụy Sĩ là họ nổi tiếng là cái nôi của ngành du lịch khách sạn, cho nên đa số là 100% những bạn nào mà học ngành du lịch khách sạn mà gia đình có điều kiện thì chắc chắn là qua Thụy Sĩ thôi đó. Cho nên là phần đông là 90% là sinh viên qua Thụy Sĩ sẽ học ở các trường tư, các họ học ở các trường về hospitality management. Sorry riêng nha, thì bị khàn tí tại chị xíu. Đó, thì 90% sinh viên mà sang Thụy Sĩ đi du học, đa số là các bạn sẽ theo học các trường tư, các trường về hospitality management. Và phần đông hơn 50% các bạn ấy sẽ chọn những cái trường top. Tại vì đa số các sinh viên đi du học Thụy Sĩ và học cái chuyên ngành này thì là những sinh viên gia đình có điều kiện rất là tốt, cho nên là các bạn ấy sẽ học rất là nhiều ở những cái trường top với mức học phí cao ha. Rồi khoảng 10%, đâu đó tầm khoảng 10% số sinh viên còn lại sẽ qua học các trường đại học công ở Thụy Sĩ. Lý do là như chị có nói là để vào được trường công ở Thụy Sĩ thì nó khó, nó không có dễ nha. Và những bạn mà muốn vào được trường công thì các bạn ấy sẽ cũng phải có một cái tài chính nhất định để có thể trang trải được 6 tháng đầu ở Thụy Sĩ đó, cho nên nhiều khi nó cũng sẽ kén một số sinh viên. Và quan trọng là các bạn ấy phải học thêm tiếng Pháp hoặc tiếng Đức để mà các bạn ấy học những cái chương trình cử nhân ở bên Thụy Sĩ, thì đó cũng là một trong những cái mà nó hạn chế cái số lượng học sinh sang Thụy Sĩ học các trường công đó. Còn trường tư thì các trường tư họ dạy bằng tiếng Anh đó, cho nên là nó thu hút được nhiều sinh viên quốc tế cũng như sinh viên Việt Nam theo học. Còn trường công thì đa số người ta dạy tiếng Pháp với tiếng Đức, cho nên nó hạn chế cái số lượng sinh viên muốn sang Thụy Sĩ học. Mà có nhiều bạn muốn qua Thụy Sĩ lắm nhưng mà không có chương trình dạy tiếng Anh, cho nên đâm ra các bạn ấy sẽ chọn những cái nước mà dạy tiếng Anh đó. Thì quay trở lại, nếu bạn cảm thấy rằng là bạn có thể học thêm tiếng Đức hay tiếng Pháp đó thì các bạn hoàn toàn có thể chinh phục được các trường công ở Thụy Sĩ ha. Rồi tuy nhiên ở trường công ở Thụy Sĩ, chương trình thạc sĩ thì hiện nay nhiều sinh viên Việt Nam qua học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ rất là nhiều ở Thụy Sĩ, bởi vì nó không có quá khó. Và chương trình thạc sĩ ở các trường công họ lại dạy bằng tiếng Anh đó, họ có nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn muốn học thạc sĩ cho cái chương trình tiếng Anh. Cho nên là gần đây thì chị thấy là càng nhiều sinh viên qua Thụy Sĩ học chương trình thạc sĩ và thậm chí tiến sĩ ở các trường công tại Thụy Sĩ đó. Còn lại là đa số là vẫn là cái chương trình Hospitality Management ở các trường tư. Thì buổi hôm nay thì không biết có cơ hội để mà chia sẻ, để nói rõ hơn cho các bạn độc giả, khán giả để nghe hiểu hơn về cái chuyên ngành Hospitality Management ở các trường tư hay không. Nhưng mà bên Swiss Edu Hub thì hàng tháng vẫn thường xuyên tổ chức những cái buổi gọi là chia sẻ về cái chuyên ngành Hospitality Management. Thì nếu mà bạn nào mà quan tâm muốn tìm hiểu rõ hơn học cái ngành Hospitality Management là học cái gì, có phải là chỉ là qua học về quản lý một cái khách sạn như thế nào hay không, hay là qua để học cái cách là kinh doanh một cái nhà hàng như thế nào hay không, thì nó chưa có đủ. Đúng là như vậy, nhưng nó chưa có đủ, nó chưa có nói hết lên những cái chương trình học, những cái lộ trình học của các trường tốt
hospitality ở Thụy Sĩ và tại sao Thụy Sĩ hơn cả trăm năm luôn luôn đứng nhất, luôn luôn dẫn đầu trên thế giới về cái chuyên ngành hospitality này như thế nào. Vậy thì cái chuyên ngành này nó có cái gì hay mà nó giúp cho một cái đất nước nhỏ bé như Thụy Sĩ đó, cái ngành du lịch, cái ngành hospitality giúp cho một cái đất nước nhỏ bé như Thụy Sĩ. Và Thụy Sĩ thì trước đây xuất thân là một đất nước nghèo chứ không phải là họ giàu sẵn đâu, nhưng nhờ cái ngành dịch vụ, cái ngành du lịch nó giúp Thụy Sĩ trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Thì là vì đâu, do đâu và tại sao? Thì bên Shiseido Hub của chị cũng hay có những cái buổi chia sẻ kỹ hơn về cái chuyên ngành, về các trường, để cho các bạn thấy được rằng là tại sao cái chương trình này nó lại thu hút các bạn sinh viên trên khắp thế giới, và thậm chí những sinh viên, những bạn đến từ các gia đình quý tộc, hoàng gia, họ vẫn sẵn sàng gửi con họ qua để học ở những cái trường top, ở những cái trường hospitality trên thế giới. Ở Thụy Sĩ thì tại sao? Thì các bạn họ có thể tham gia những cái buổi chia sẻ sâu về chuyên đề ở bên Shiseido Hub. Có thể là Vela sau này sẽ tổ chức những cái buổi như thế, nếu mà mình có nhiều bạn quan tâm thì chị sẽ cùng một số cái anh chị nói rõ hơn cho các bạn để bắt hiểu ha. Chứ cái hôm nay cái buổi podcast này mà nói thêm cái phần này nữa thì chắc nó sẽ lại thêm một cái chuyên đề khác, nó sẽ đi qua một cái chuyên đề khác nữa ha, cho nên chị tạm ngưng cái ý này nha. Dạ. Em hy vọng là các bạn sau khi nghe xong mình sẽ out tới chị và bên Shiseido Hub để có thể tìm hiểu sâu hơn về cái ngành hospitality nếu như mà các bạn có hứng thú ạ. Ngoài ra thì khi mà hồi nãy chị có phân tích rất là kỹ về cái mức chi phí học tập cũng như là cái mức ăn ở đối với lại việc học ở trường công và trường tư, vậy thì em không biết là những cái loại học bổng nào mà hiện tại các trường cũng như là chính phủ của Thụy Sĩ hiện nay hỗ trợ cho các sinh viên quốc tế và đặc biệt là sinh viên đến từ Việt Nam này. Nói về học bổng á, thì như chị có nói ở các trường công họ cũng có học bổng ha, nhưng mà vì cái mức học phí nó không có cao, các bạn học phí nó chỉ tầm đâu đó 900 cho đến 2.000, 3.000 một học kỳ thôi, cho nên là cái việc mà các bạn có xin được học bổng hay không á thì nó cũng không có gọi là quá nhiều đó, tại vì học phí nó thấp rồi đó, cho nên đã được vô trường công thì có học bổng thì tốt. Còn nếu mình không có được mà mình được trường nhận vào thì cũng quá tốt, cũng tốt chứ cũng không sao cả ha. Nhưng mà ở các trường công thì cái việc mà xin được học bổng gì nhiên nó rất là gian nan, rất là khó, nó không có dễ đâu. Nhất là những cái học bổng mà được trường lo luôn cho chi phí sinh hoạt á, trong mỗi tháng đó, thì cái học bổng thì nó rất là hiếm và nó khó để có được ha. Cho nên là thôi, mình khi mình đi học trường công thì mình cứ sẵn sàng tâm thế là mình sẽ đóng một cái mức học phí nhất định ở các trường công. Còn về trường tư thì học bổng sẽ đâu đó rơi vào tầm khoảng từ 20-30% maximum. Lâu lâu thỉnh thoảng trong cái giai đoạn Covid vừa qua đó thì có những trường họ biết là về tài chính của gia đình bị ảnh hưởng, cho nên là thỉnh thoảng cũng có một vài cái suất học bổng lên tới 40%, nhưng mà rất là hiếm. Đa số là mức học bổng, bạn xin được mức học bổng 20-30% ở các trường tư Thụy Sĩ là đã tốt lắm rồi. Và đa số nhưng mà cái việc mà xin học bổng 20-30% ở các trường tư nó lại dễ dàng hơn các trường công rất là nhiều. Từ vì các trường tư họ cho các bạn những cái suất học bổng 20-30 chủ yếu là họ cũng muốn hỗ trợ về tài chính nhiều hơn, chứ nó không có giống như các trường công là bạn phải thực sự rất là giỏi thì bạn mới có được cái suất học bổng. Ở trường tư thì khác, ở trường tư là các bạn nộp hồ sơ sớm đúng thời điểm họ còn, họ đưa những cái suất học bổng nhiều thì các bạn được, chứ không phải là các bạn phải IELTS 8 chấm trở lên thì các bạn mới được những cái suất học bổng cao. Thì không có, một bạn IELTS 8 chấm mà nộp hồ sơ chậm hơn cái bạn IELTS 7 chấm thì cái suất học bổng 30% có thể rơi vào tay bạn IELTS 7 chấm, thì các bạn ấy nộp vào đúng thời điểm mình còn cái suất học bổng đó. Thì đối với trường tư, cái việc xin học bổng là dễ hơn và các trường vẫn rất là gọi là sẵn sàng ha, tạo điều kiện cho các bạn có được những cái suất học bổng ít nhất là 10%, 15% là hầu như các bạn đều có thể xin được đó, để mà hỗ trợ tài chính.
Còn 20 hay 25, 30 thì các bạn sẽ phải yêu cầu phỏng vấn, hồ sơ cũng phải đẹp hơn, nhưng là cũng phải thỏa những cái yêu cầu đầu vào ha, và một số cái tiêu chí nhất định. Nhưng mà xin học bổng ở trường tư thì nó dễ dàng. Đối với những cái suất 20%, 10-15 là dễ xin lắm. Còn 20 trở lên là sẽ có thêm những cái quy trình là về phỏng vấn rồi xét hồ sơ kỹ hơn đó. Và cái suất học bổng 20, 25, 30 thì nó cũng sẽ hạn chế hơn. Cho nên là mình học sớm thì mình sẽ có cơ hội nè, những cái suất học bổng cao hơn. Thì đó là cái quy trình xin học bổng và cái suất mức học bổng các trường tư ha. Và nó khác với trường công thì như những gì bây giờ chị chia sẻ cho các bạn ha. Vậy thì sau khi mà chị Yến đã chia sẻ thông tin về cái mức học bổng của cả trường công và trường tư, như là cái quyền lợi mà các bạn có thể chọn khi mà apply cho từng mức của từng trường, thì chắc là em xin được đến với câu hỏi cuối cùng ở trong các phần học tập tại Thụy Sĩ, cũng như là câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm nhất, đó là về phần cơ hội việc làm, thực tập hoặc là nghiên cứu sau khi mà mình học xong ấy. Thì em không biết là tại Thụy Sĩ thì hiện đang có những chính sách, những chương trình nào từ trường và từ chính phủ hỗ trợ cho sinh viên sau khi mà sinh viên học xong, hoặc là trong quá trình học có thể kiếm được thực tập hoặc là công việc để đi làm thêm, và gọi là mình có một cái cơ hội để mình sát với lại công việc thực tế cũng như là kiếm lên cái thu nhập cho mình nhé. Câu hỏi này cũng rất là hay Vi ha, và cũng là nhiều điều mà phụ huynh và sinh viên cũng hỏi chị rất là nhiều khi mà đi du học. Thì như hồi nãy chị có chia sẻ ở Thụy Sĩ đó, các bạn sẽ không có được cơ hội ở lại. Chị cứ cho là bằng không đi, từ vì Thụy Sĩ nó là một đất nước nhỏ và nó rất là đất nước giàu có, và nó sẽ và bên Thụy Sĩ thì họ không khuyến khích những người ở nước ngoài, đặc biệt là những người châu Á ha. Thậm chí dù ở châu Âu thì em còn có cơ hội để em được làm việc, được xin cái cư trú dài hạn để em làm việc. Nhưng mà những nước nước khác thì đa phần là sẽ không được, và chính phủ cũng không khuyến khích luôn để mà ở lại. Tuy nhiên trong cái quá trình học tập thì chị có nói, đặc biệt là những bạn học trường tư, là các bạn sẽ được các bộ phận hướng nghiệp, bộ phận nghề nghiệp ở trong mỗi một trường tư họ đều có cái bộ phận riêng đó. Và nhiệm vụ của bộ phận đó là giúp cho học sinh tìm được việc thực tập trong quá trình các bạn ấy học. Cho nên cái việc mà tìm việc thực tập trong quá trình học là một cái điều cực kỳ dễ. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp á, thì để được ở lại á, là hoàn toàn là rất khó ha, rất khó. Cái thời của chị á, cái thời mà chị học bên đó, thì sau khi mà chị tốt nghiệp vì chị muốn ở lại để được làm việc, thì chị có đăng ký học thêm tiếng Pháp. Thì khi chị đăng ký học thêm tiếng Pháp thì chị được ở lại và chị cũng được đi làm thêm. Nhưng mà bây giờ họ bỏ luôn cái đó rồi. Có nghĩa là các bạn học xong là các bạn phải về nước. Họ cũng không cho các bạn ở lại học các trường học, học thêm trường tiếng nữa. Và cái chính sách của họ nó khó hơn. Nhưng vì các bạn học ở các trường tư ở Thụy Sĩ, thì đa số là các trường tư ở Thụy Sĩ họ có tiếng trên thế giới. Cho nên các công ty và các nhà tuyển dụng trên thế giới, nhất là những cái mảng về khách sạn, nhà hàng á, ở các nước khác trên thế giới, thì lại rất là welcome những bạn du học sinh ở Thụy Sĩ. Thì phần đông các bạn sinh viên học trường tư ở bên Thụy Sĩ, sau khi mà các bạn ấy tốt nghiệp ở Thụy Sĩ, các bạn ấy sẽ bay qua Mỹ. Đa số là các bạn ấy sẽ chọn qua Mỹ để mà thực tập hoặc là làm việc thêm từ 1 tới 2 năm, tùy theo cái nơi mà các bạn ấy tìm ở bên Mỹ ha. Thì bên Mỹ họ lại welcome. Thì khi mà các bạn ấy qua Mỹ, các bạn ấy thực tập 1 năm và các bạn ấy làm tốt, các bạn ấy có thể được nhận ở lại thêm 1 hoặc 2 năm nữa ở Mỹ. Và trong cái quá trình mà các bạn ấy ở Mỹ thì sẽ có một số bạn họ có những cái mạng kết nối, hay là họ có những cái năng lực rất là giỏi, thì họ lại được các công ty bên Mỹ hay là những cái nước khác tài trợ bảo lãnh cho các bạn ấy ở lại dễ dàng hơn. Hay là có một số bạn sẽ được qua Bồ Đào Nha hay qua Tây Ban Nha lại dễ dàng, có những cái công ty họ bảo lãnh cho ở lại đó. Thì Thụy Sĩ không được ở lại, nhưng Thụy Sĩ nó lại mở ra cho các bạn nhiều sự lựa chọn ở những quốc gia khác. Thì cái này sẽ tùy từng bạn đó, sẽ tùy cái năng lực và cái sự may mắn cũng như cái khả năng kết nối của các bạn ấy ở những cái quốc gia sau khi các bạn ấy tốt nghiệp ở Thụy Sĩ. Thì chị thấy là sinh viên của chị gần đây là các bạn ấy học xong ở Thụy Sĩ, thực tập ở Thụy Sĩ vững rồi, các bạn ấy về việc là bắt đầu các bạn ấy làm hồ sơ qua Mỹ nè, hay là có một số bạn bây giờ qua Dubai đó để mà hay là xin để mà xin việc, và rất là tự tin đó. Thay vì mình ở Việt Nam, mình học ở Việt Nam mà kêu mình
xin việc ở Mỹ hay là ở Sing, mình sẽ rất là ngại, mình không có đủ tự tin. Nhưng mà hầu như các bạn sinh viên đã được đào tạo ở Thụy Sĩ thì các bạn ấy rất là tự tin để mà các bạn ấy xin qua những cái nước khác mà các bạn ấy làm việc ha. Thì đó là chị đang nói về trường tư ha. Thì trường tư mình sẽ trong quá trình học tập thì cái vấn đề đi thực tập là dễ rồi, được trường lo hết rồi, mình sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà để mà được ở lại thì rất là khó. Và các bạn ấy, đa phần các bạn ấy sẽ qua những nước khác, mà các bạn ấy sẽ được những nước khác welcome để mà làm việc. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc ở những nước khác thì một lần nữa cũng phải do mỗi một bạn cái quyết tâm và cái sự nỗ lực của các bạn ấy như thế nào để các bạn ấy lại được những cái công ty khác bảo lãnh trở lại. Thì cũng có những cái số lượng này nó sẽ không nhiều ha, đa phần 80% là sinh viên sẽ quay trở lại sau khi đi nhiều cái quốc gia khác nhau, thì các bạn ấy sẽ quay trở lại Việt Nam, các bạn ấy làm việc là chính. Tại sao? Thì như chị nói đó, sinh viên mà học các trường tư ở Thụy Sĩ nhé, các bạn ấy là xuất thân trong những cái gia đình là có điều kiện rất là cao. Và chính vì có điều kiện thì các bạn ấy đa phần sẽ quay về nước để các bạn ấy tiếp tục khởi nghiệp nè, hay là các bạn ấy tiếp tục phát triển công ty doanh nghiệp của gia đình lên một cái tầm cao mới. Cho nên đa phần những sinh viên học ở trường tư thì ngay từ đầu các bạn ấy đã xác định là các bạn ấy sẽ quay về nước. Còn cái việc có ở lại hay không thì nó sẽ không làm cái ưu tiên cho các bạn. Cho nên là những bạn nào mà chọn Thụy Sĩ học ở các trường tư thì đa phần các bạn ấy đã có suy nghĩ, đã cái tư duy của các bạn ấy đã xác định là không ở lại cũng không sao, nếu ở lại được thì tốt, còn không thì các bạn ấy sẵn sàng, các bạn ấy vẫn muốn quay về nước để mà phát triển cái công việc sự nghiệp của mình đó. Thì cái đó là về trường tư nha. Còn về trường công thì khác một xíu. Trường công thì như chị nói thì đa phần là các bạn sinh viên rất là nỗ lực rất là nhiều để vào được cái trường công. Các bạn vào trường tư thì dễ hơn, trường tư thì đầu vào họ không khó, quay trở lại trường tư khó là về tài chánh thôi. Trường công thì ngược lại, về tài chánh không khó, nhưng trường công lại khó về cái năng lực học tập. Thì đa phần các bạn sinh viên mà vào được các trường công ở bên đó thì các bạn ấy cũng là những cái tinh hoa của Việt Nam mình qua bên đó rồi. Cho nên là khả năng mà các bạn ấy sẽ hy vọng khao khát được ở lại Thụy Sĩ, ở lại những cái quốc gia phát triển để mà các bạn ấy học hỏi nhiều hơn đó. Thì tùy theo cái ngành trường công mà các bạn ấy chọn. Nếu các bạn ấy chọn học những cái ngành như là computer science thì các bạn ấy lại có cơ hội nhiều để mà các bạn ấy được một cái công ty đó, phần mềm hay một công ty chuyên về cái mảng các bạn ấy học. Họ có thể sẽ cố gắng, nếu mà bạn ấy thực sự giỏi, mà đa số trường công là giỏi rồi, thì họ công ty bên đó họ sẽ cố gắng để mà tìm cách để xin giấy tờ hoặc gia hạn cho các bạn, hay là giúp cho các bạn ở lại để mà các bạn làm việc cho họ. Nhưng mà cái đó thì cũng hiếm chứ cũng không có nhiều nha, và cũng khó. Tại vì để được ở lại Thụy Sĩ làm việc thì công ty đó phải chứng minh cái vị trí mà anh muốn cái bạn đó làm là cái người Thụy Sĩ họ sẽ không làm được cái vị trí đó, hay là khó tìm được cái người Thụy Sĩ mà có thể làm được cái vị trí đó, thì lúc đó người ta mới xét duyệt cái hồ sơ là cho ở lại hay không đó. Nhưng mà đa phần chị thấy là sinh viên trường công mà qua bên Thụy Sĩ học nè, thì các bạn ấy có nhiều bạn là đến bây giờ vẫn ở bên Thụy Sĩ. Chị không có dịp chị hỏi là lý do tại sao các bạn ấy được ở lại Thụy Sĩ, nhưng mà chị biết rằng là các bạn ấy là có thể là cái mảng mà các bạn ấy đang làm việc ở trong những cái công ty thì cái ngành nghề mà các bạn ấy đang làm việc nó đang hiếm và nó rất là cần đó. Thì ở trường công cái sự nỗ lực của các bạn học sinh sinh viên và cái cơ hội, tại vì trường công thì đa số các bạn ấy sẽ làm trong cái lab, trong những cái phòng lab nghiên cứu đó. Cái tính chất công việc nó cũng sẽ dễ thuyết phục cho chính phủ, hay là sẽ dễ có cái hướng để mà ở lại làm việc. Còn trường tư thì cái chuyên ngành đa số nó thiên về business là nhiều, về kinh doanh, về khách sạn, thì cái mảng đó nó lại không có thuyết phục được, nó lại khó để mà thuyết phục là tại sao tôi phải cần cái anh này để mà quản lý một cái khách sạn của tôi. Tại vì thiếu gì người Thụy Sĩ vẫn có thể quản lý được các khách sạn, đâu có nhất thiết phải là người Việt Nam đó. Thì đó là những cái mà chia sẻ để cho các bạn hình dung ha, trường tư có những cái lợi thế như thế nào và trường công sẽ có những cái lợi thế như thế nào. Thì các bạn có thể hình dung những cái lợi thế và những cái hạn chế giữa hai cái hệ thống trường khác nhau, và cũng giống như là cái chuyên ngành của các bạn khác nhau đó. Tất nhiên một bạn mà thích học ngành khách sạn thì chị sẽ bảo là học khách sạn em phải học những trường tư, em thích học khách sạn, em thích học về quản trị khách sạn, kinh doanh, hospitality,
em học trường tư nó sẽ giúp cho em phát triển tối đa những cái kỹ năng mềm, tư duy và cơ hội nghề nghiệp thăng tiến cho em hơn là trường công. Bởi vì thật ra trường công cũng sẽ có một số trường công họ có dạy chuyên ngành về quản trị khách sạn, nhưng khi các bạn học trường công mà các bạn học ngành khách sạn, các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, hạn chế. Tại vì trường công thì thường thường sinh viên phải tự nỗ lực tìm kiếm, mọi thứ phải tự làm hết, chứ không có được là trường hỗ trợ nhiều như các bạn trường tư đó. Cho nên là quay trở lại là quan trọng các bạn học ngành gì. Nếu các bạn muốn học ngành computer science thì chắc chắn các bạn phải vào trường công các bạn học. Các bạn muốn học luật, các bạn muốn học bác sĩ, học về medical, học về dược, các bạn bắt buộc phải vào trường công. Và nếu mà học vào trường công, bắt buộc các bạn phải học tiếng Pháp hoặc tiếng Đức nếu mà các bạn muốn qua thụy sĩ đó, chứ trường tư họ không có dạy đó. Thì hy vọng là chị sẽ chia sẻ rất là rõ cho các bạn ha, để các bạn thấy sự khác nhau giữa các trường. Dạ, và cái câu vậy nghe. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều vì những cái chia sẻ và phân tích rất là rõ ràng sự khác nhau giữa trường công và trường tư, cũng như là cái cơ hội tìm việc làm sau khi mà mình học xong tại Thụy Sĩ. Cảm ơn Vi và bên Academy Vela đã cho chị có một cái buổi sáng đầu tuần thứ hai đó, được chia sẻ nhiều điều như vậy. Thật sự mỗi lần chia sẻ là lại giúp cho chị nhớ lại những cái quá trình, cái khoảng thời gian mà được học tập ở Thụy Sĩ. Và hy vọng những cái chia sẻ nãy giờ của chị sẽ giúp cho các bạn nào đang có ý định đi du học Thụy Sĩ, và thậm chí những bạn chưa biết là mình muốn đi du học nước nào, hay là thậm chí các bạn cũng thích Thụy Sĩ nhưng mà nghĩ rằng là chắc Thụy Sĩ sẽ rất khó, sẽ không thể nào đi học được, và đang suy nghĩ là sẽ học ở một đất nước khác, thì bây giờ những cái buổi chia sẻ của chị nãy giờ các bạn hoàn toàn có thể tự tin ha, để mà chinh phục cái ước mơ du học của mình, nếu mà thật sự các bạn rất là mong muốn có cơ hội được sống và học tập ở một cái nền giáo dục đẳng cấp như là ở đất nước Thụy Sĩ chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin hơn ha. Rồi và cái khoảng thời gian mà chị học ở Thụy Sĩ, chị cũng muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có một cái tâm thế sẵn sàng là khi các bạn đi du học, các bạn sẽ gặp nhiều cái khó khăn trở ngại trong cái quá trình học tập nè, làm việc nè, cũng như là sống và sinh hoạt ở một đất nước mới. Và chị cũng đã từng gặp rất là nhiều những cái khó khăn, thử thách, và thậm chí có những lúc muốn bỏ cuộc ha. Thì hy vọng các bạn sẽ được những người đi trước như là chị vẽ ra cho các bạn một cái bức tranh, không phải một bức tranh màu hồng mà là một cái bức tranh thực tế, nó là như vậy, thì để cho các bạn thấy mọi thứ nó dễ dàng, thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng, các bạn sẽ không có đặt quá nhiều kỳ vọng ha. Tại vì một khi các bạn đặt cái hy vọng, cái sự kỳ vọng của các bạn cao quá, thì đến khi ở một đất nước nào cũng vậy, nó sẽ có những cái mặt được và những cái mặt chưa được, thì lúc đó các bạn sẽ không có bị thất vọng ha. Và bản thân chị cũng biết ơn những cái khó khăn trong quá khứ, nó đã giúp cho chị ha mạnh mẽ hơn, phát triển cho chị nhiều kỹ năng hơn, cho chị những cái tư duy, cho chị những cái câu chuyện, mà chính những cái câu chuyện mà chị gặp khó khăn, chị thất bại ở bên Thụy Sĩ, nó là những cái bài học quý giá, và nó cũng là những cái câu chuyện quý giá mà khi mà chị chia sẻ cho sinh viên, phụ huynh, để mà các bạn có thể tránh một số những cái lỗi mà chị đã phạm chẳng hạn, những cái điều không đáng để mà mình vấp phạm, thì những người đi trước như chị chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tránh, hay là các bạn gặp phải những cái tình huống tương tự như các chị đã gặp, thì các bạn hoàn toàn dễ dàng hòa nhập hơn, và các bạn có thể vượt qua nó dễ hơn, các bạn có thể lấy lại tinh thần để các bạn tiếp tục hướng về một cái tương lai phía trước nó nhanh chóng hơn so với cái thời sinh viên của tụi chị trước đây đó. Thì rất cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Cái bài chia sẻ của chị có thể là nó khá dài ha, nó có những đoạn khá dài, thì hy vọng là các bạn sẽ có được những cái bài học ha, hay là một số cái tip nó hữu ích, nó có thể làm hành trang cho các bạn trước khi mà các bạn quyết định cái kế hoạch đi du học của mình trong tương lai ở bất kỳ một cái quốc gia nào. Rồi, chị cảm ơn rất là nhiều ha, và chúc các bạn một tuần học tập, làm việc
vui vẻ và năng động nha. Em cảm ơn chị vì những chia sẻ hôm nay. Em chúc chị cũng có một ngày tốt lành, làm việc hiệu quả. Hy vọng là em sẽ được gặp chị vào những số podcast sau.